Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Thì sáng nay Bùi Hải Vlog mới đi chợ mua đồ về cúng cho cậu buổi sáng mà trời mưa quá chừng luôn cô chú anh chị ơi. Về tới mộ mà còn mưa nữa nè cô chú. Đó. Thôi bây để bây giờ che dù đi vô trong. Ấy dạ. Che dù vô trong đem đồ vô cúng cho cậu cô chú anh chị ơi. Mới sáng rồi mưa sớm này trời. Đi chợ mới sáng sớm đi chợ là mắc mưa rồi. À, sáng mộ cậu buồn hiểu buồn hiu mà còn mưa nữa. Trời ơi cậu quá. Cậu ơi. Cái vô. Bữa này à, cái này của chị Mộng Thu hả? Mộng Thu hả? À, chị Mộng Thu gửi tiền mua cây dù cho che cúng cơm cho cậu hả? Quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. À, chị Mộng Thu nhờ anh Ngọc mua cây dù để che cúng cơm cho cậu buổi trưa cô chú anh chị. Không có mưa không có nắng ha, cũng đỡ. Trời ơi mới sáng mưa dữ kìa. Rồi anh Ngọc để đó đi, mình gắn vô một cái đi rồi à. Cầm máy cho anh đi anh nhé. Khoan để dựng cái máy xuống. Một người che đi cũng được không? Rồi để xe đây nè, tôi che luôn. Để nó mưa lắng chịu à. Mưa ướt á. Thì trong một chiếc tại thôi. Bây giờ dục cái dù ha, có dù bự cái dục dù nhỏ luôn ha. Mở cái dù này bự nè. Chướng 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 ông đồng ta. Rồi ok. Rồi quá đẹp luôn. Hạ thấp thấp xuống anh Ngọc. Cho nó cao. Một là cao hơn cái vụ này, hai là cái vụ hạ xuống xíu nữa nè. Thấy sao không? Lỡ như mưa á, mưa nó tạt vô còn thở nó mới tạt vô thở được. Rồi ok. Đó, cao một là cao, hai là thấp. Còn cái vụ này cúng cơm ngon lành gần đầu của chú vậy không? Thôi, cúng cơm lại thì thôi để vậy luôn đi rồi cúng bánh mì cho cậu buổi sáng coi. Ô cái dù này có màu xanh nè. À này tao gột sẵn nè, thấy không? Gột sẵn con của đó mình hồi cột. Cũng bánh mì cho cậu đi. Cái dù này in cái dù vậy. Ngon lành trên đầu rồi đó. Bánh mì à, thịt nướng. Cái dù này in là con chú anh chị. Dù màu xanh. Đó, rồi để nha.
lại lấy nhang cũng mời cậu về dùng bánh mì buổi sáng. Mà vô này cao lắm nè. Chị Mộng Thu mua tặng cho cậu cây du để dành che nắng che mưa cúng cơm cho cậu. Rồi anh thắp nhang chỉnh cậu trước đây, là em mời cậu về dùng bánh mì buổi sáng. Đây nè, máng đây nè. Cái dầu này mà nếu mà khán giả mà đợi che mưa cho nắng cũng ngon nè. Đúng rồi, cái dầu này bự mà. Cái dầu mai mốt mình dựng xe ra đây nè, mình hạ thấp xuống miếng nữa. Ngoài để nhà chụp tấm hình này. Phan để ra ship cái cây lại mới chụp được. Thôi, hết mưa thôi. Còn mưa đó. Thôi, để chụp tấm hình nè. Quá đẹp. Chị Mộng Thu. Chị Mộng Thu ở Canada. Canada hả? Ừ. Mua tặng cho cậu một cây du. Chị này có gửi anh em mình 300 ngàn, người 300 ngàn đó. Đúng rồi, 15 mét rồi. Thôi giờ Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Thì Bùi Hải Vlog tính sáng vào cúng cho cậu, lau mộ cho cậu mà trời mưa không có lau được cô chú anh chị ơi. Ông bà cô chú anh chị thông cảm nha. Khi nào ấy nó ngã cây đó, bây giờ không có lau mộ được, trời mưa quá chừng không lau được cô chú anh chị ơi. Chị là cúng đoàn sáng cho cậu với quay cây dù của chị Mộng Thu ở Canada đó, mua tặng cho cậu năm để dành cúng cơm che nắng che mưa đó. Và lòng thôi, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi sáng thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý ạ. Và một lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ.